Hello, xin chào các bác chị em nha. Thì mấy bên em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều các bác chị em. Ngày hôm qua các bác chị em luôn theo dõi kênh máy của em ha. Thì rất cảm ơn các bác chị em đã mua máy em hộ bên em, từ động cơ nhỏ đến động cơ lớn nha. Thì hôm nay em quay cho các bác chị em tham khảo cái động cơ Mitsubishi. Con này là S4S các bác chị em. Con này S4S. Đó. Con này dòng tua 3.036 bán cho em. Con này được chặt chịu thùng phát điện số bán cho em nha. Con này VIP lắm ạ. Cực kỳ luôn anh em ha. Mới tinh. Mày xài con heo dầu Denso. Heo này dòng heo heo ti quá cho em, có cái tự động nha. Heo này đích rất là lớn luôn. Cô bác anh chị em có thể chạy tải được luôn nha bác anh chị em. Đó. Nếu có bác anh chị em chạy tải thì có bác anh chị em cho bánh chén dày chút xíu nha bác anh chị em ha. Bánh chén này bánh chén mỏng thì nó xài cho tua nhanh. Và nếu mà có bác anh chị em muốn chạy tải thì cho bánh chén dày chút xíu nữa, nó sẽ giục mạnh hơn. Con này quá trời mới luôn bác anh em, mới khủng khiếp lắm. Con này có bác anh chị em mà chạy vỏ lãi mà mua bán gì tôm cá gì mà cần đi tốc độ nhanh á, mua con này nha. Nó mới như chưa xài quá anh chị em, con này chạy vài giờ thôi. Tua lửa nè, cực kỳ không. Thì hiện trạng con này nó cũng không có cái đi mua sạc quá anh chị em ha, nguyên bản nó về nó vậy đó. Đa số những cái dòng phát điện thì đi mua sạc nó không có. Thì ngoài động cơ này ra thì bên em cũng còn rất là nhiều động cơ khác quá anh chị em ha. Con này con 66 mới về mới chát luôn, mà nó cũng đang gửi còn 2.9 mới tình. Rồi, giờ thì em đề máy cho các chị em nghe tiếng máy nha. Máy nổ long thần chưởng quá anh em, ác đạn không. Con này mà xuống chạy vỏ quá anh em, chạy mê ly luôn ha. Con này như mới quá anh em. Quá anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em nha. Thì em cũng cảm ơn quá anh chị em rất là nhiều quá anh em. Quá anh chị em đã theo dõi video này cũng như mấy video vừa qua ha. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc quá anh chị em được nhiều sức khỏe nha, thành công trong công việc nha. Thì động cơ này giá 5 mấy triệu quá anh chị em. Các bác chị em nào có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm em nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.